Bom này thì viễn phá xe tăng, chính xác. Thế nhưng mà khi người chiến sĩ này sử dụng bom này thì sẽ làm sao nhỉ? Sẽ hy sinh luôn đúng không? Và chính vì vậy tại sao lại gọi đây chính là những người chiến sĩ cảm tử quân? Bởi vì chiến sĩ này khi mà ra chiến trường là sẽ hy sinh cho tổ quốc. Tôi và giới thiệu với các con thì đây chính là đồ kính này đó chính là bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố, được viết vào năm 1968. Và trong đó thì bác đã nói rằng sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức kéo lên đỉnh để khỏi lãng phí thì giờ và tình cảm của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hải tôi được đốt đi thật là hoàn lá và cho chỉ là ba phần gọi vào ba cái hộp sạch đủ hai mươi tám phần cho miền Trung cũng như cho miền Nam. Nhưng mà trước những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của đồng bào miền Nam, đã đất nước Việt Nam dành cho người và những công lao của người đối với đất nước Việt Nam. Và chính vì vậy thì sau khi người qua đời, các đồng chí trong Bộ Chính trị đã xin với bác là không thực hiện theo mong ước này, mà được xin là giữ gìn cái di hài của bác để sau này đồng bào cả nước, như là đặc biệt là những người con xa xứ có điều kiện mới có thể về. Như hôm nay là các con đã đi vào thăm lăng Hồ Chí Minh.
Thank you.
mình chính mày hay nhân nhượng. Chúng ta càng nhân nhượng thì sự pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ đừng không chịu bắt bước, nhất định không chịu lần thứ hai. Làm hòa với gì? Phá xe tăng, chính xác. Thế nhưng mà khi người chiến sĩ này sử dụng bom này thì sẽ làm sao nhỉ? Sẽ hy sinh luôn đúng không? Và chính vì vậy tại sao lại gọi đây chính là những người chiến sĩ cảm tử quân? Bởi vì chiến sĩ này khi mà ra chiến trường mà sẽ hy sinh cho tổ quốc. Và chính vì vậy rất là nhiều các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc với tinh thần là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, kiên quyết phá tan chiến lược đại quân thật nhanh và dứt khoát. Và để đời đời nhớ ơn tới các ông lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chọn một ngày trong năm để nhớ tới công lao của anh hùng liệt sĩ. Thế không có biết là ngày Thương binh Liệt sĩ là ngày bao nhiêu không? 27 tháng 7, chính xác là rồi. Nguyên chính là từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm để chọn làm ngày Thương binh Liệt sĩ. Và đầu năm 1947, đường đã quay trở lại thủ đô chiến khu miền Bắc và cùng với Trung ương Đảng và thực hiện rất là nhiều các chiến dịch như chiến dịch ở miền Bắc năm 1947, chiến dịch biên giới năm 1950 và đỉnh cao đó chính là chiến dịch điện biên phủ năm 1954. Các bạn có biết là ngày điện biên phủ là ngày bao nhiêu không? Ngày bao nhiêu nhỉ? Và chính là ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vung bay trên nước Hồng được Cattery và chấm dứt cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ của nhân dân Việt Nam. Còn về chiến thắng này, của dân Pháp của bản thân tỉnh Lê Nê và công nhận của dân tộc của ba dân tộc Việt Nam là Campuchia. Xe 4C5 của chúng ta đâu hết rồi? Em phải tập trung ở trên kia. Đất nước Việt Nam dành cho người và những công lao của người đối với đất nước Việt Nam, và chính vì vậy thì
sau khi người qua đời, các đồng chí trong Bộ Chính trị đã xin với bác là không thực hiện theo mơ ước này, mà được xin là giữ gìn lại di hài của bác để sau này được bảo cả nước, như là đặc biệt là những nơi con xa xứ có điều kiện với mức rời. Như hôm nay là các con đã đi vào thăm lăng Hồ Chí Minh để tưởng nhớ mấy người đúng không? Và giới thiệu với các con đây chính là không gian của bác Hồ Viết Di Chúc và được tái hiện lại giống với căn phòng làm việc của bác trong nhà sàn. Chúng ta sẽ nghe thấy những tiếng máy đánh chữ của bác như khi mà bác đang ngồi làm việc ở đây. Và chúng ta nghe tiếng đánh chữ không? Và khi mà bác viết bản Di Chúc thì chúng ta đã có một chiến tranh giữa nước Mỹ và Việt Nam đã lên xã ác liệt. Tuy nhiên bác không có một cái và mặc dù là một vị lãnh tụ không được vĩ đại nhưng mà bác cũng có thể chống gọi xin áo vệ tử. Vào đúng ngày quốc khánh của dân tộc ngày 2/9/1969 thì người đã qua đời với bệnh chính sau nhiều ngày ốm nặng. Và đây là những bức tường kính nên xanh cùng với những chậm về kính tròn để tái hiện lại những giọt nước mắt của con người, những giọt nước mắt của thiên nhiên. Và trong những ngày này thì đây là những ngày đau buồn nhất của nhân dân Việt Nam, và nhân dân Việt Nam cũng đã nhận được sự chia buồn của bạn bè trên thế giới. Hơn 22.000 nữ điện sẽ giải băng tang để đất gửi đi chia buồn với nhân dân Việt Nam. Và tang lễ của người không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới với những nghi lễ trọng thể. Rồi, các bạn chúng ta tập hợp ở đây chút thôi nhá. Sẽ có xe năm ạ. Rồi, chúng ta sẽ đứng trước ở đây trên gian tưởng niệm của mình. Rồi, các con sẽ nhìn thấy ở đây chính là gian tưởng niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trong một không gian long trọng và kiến trúc là đình chùa. Và chiếc lư hương đồng mặt đồng ở giữa chính là chiếc lư hương mà đồng bào miền Nam dùng để tưởng nhớ tới người. Bên tay trái là chiếc đồng hồ dùng ở 9:47 và bên tay phải là bản di chúc của người được công bố vào năm 1969. Và ngọn đuốc ở giữa là ngọn đuốc rước từ một bó ở đây nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước. Điều đó đã thể hiện rằng mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời nhưng mà hình ảnh tư tưởng của mình của người vẫn mãi soi sáng cho cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và bằng chứng là khi mà có những cái đại hội thể thao SEA Games thì khi mà rước quốc sự vận động đều được rước quốc từ bảo tàng Hồ Chí Minh. Và gần đây nhất chúng ta có sự kiện SEA Games 31 khi mà được rước quốc qua sân vận động Mỹ Đình, chúng ta được rước quốc từ bảo tàng Hồ Chí Minh để tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch của mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phải này và đứng ở trước cái gian chuyên đề và đầy trái cây này nhá. Cô sẽ giải thích cho các con đây là gì. Về ô nhiễm môi trường và ở góc ở đây chúng ta sẽ thấy những cái viên gỗ đen đen kia, đó chính là để thể hiện cho than đá là một tài nguyên thiên nhiên. Và toàn bộ bức tranh ở đây đó chính là nói về vấn đề bảo vệ môi trường. Và xin mời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường với câu nói gửi đến mọi người về lễ 10 năm trồng cây, gửi lễ 100 năm sao nhỉ? Rồi, trồng 10, về lễ 10 năm trồng cây, về lễ 100 năm trồng cây quan trọng hơn đó chính là giáo dục thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước. Chính là chúng ta ở đây sẽ là những công dân Việt Nam sau này, chủ nhân của đất nước chúng ta sau này. Và bác như chúng ta nói rằng đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không chính là một phần học tập của các con các cháu. Và chính vì vậy thì cũng rằng sau chuyến tham quan bảo tàng chính hôm nay khi mà đi học về chúng ta sẽ luôn học tập tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng trong phần bảy của bảo tàng Hồ Chí Minh nhé. Rồi sang bên này, rồi xe 4 xe 5 chúng ta sẽ dừng tại đây ạ. Và khi mà chúng ta đi vào ra long trọng bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng ta nhìn thấy tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng đúng không, đang vẫy chào những khách tham quan. Và đến kết thúc hành trình tham quan này chúng ta sẽ nhìn thấy tượng gốm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang vẫy chào tạm biệt những vị khách tham quan đến bảo tàng Hồ Chí Minh. Và đến đây thì phần thuyết minh trong trưng bày của bảo tàng Hồ Chí Minh đã kết thúc. Rất là cảm ơn các bạn của trường Văn Lan Thái Bình cũng đã tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh, và cô chúc các con sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, học tập thật tốt và hy vọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm ơn cả nhà mình ạ.